Lại nữa, này Thiện Hiện, theo ý ông thế nào là Đại Bồ Tát? Khái niệm về địa giới là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thủy hỏa phong không thức giới là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về địa giới là thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thủy hỏa phong không thức giới là thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về địa giới là vô thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thủy hỏa phong không thức giới là vô thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về địa giới là vui là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thủy hỏa phong không thức giới là vui là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về địa giới là khổ là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thủy hỏa phong không thức giới là khổ là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về địa giới là ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thủy hỏa phong không thức giới là ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về địa giới là vô ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thủy hỏa phong không thức giới là vô ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về địa giới là tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thủy hỏa phong không thức giới là tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về địa giới là bất tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thủy hỏa phong không thức giới là bất tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về địa giới là không là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thủy hỏa phong không thức giới là không là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về địa giới là bất không là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thủy hỏa phong không thức giới là bất không là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về địa giới là hữu tướng là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thủy hỏa phong không thức giới là hữu tướng là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về địa giới là vô tướng là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thủy hỏa phong không thức giới là vô tướng là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về địa giới là hữu nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thủy hỏa phong không thức giới là hữu nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về địa giới là vô nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thủy hỏa phong không thức giới là vô nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về địa giới là tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thủy hỏa phong không thức giới là tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về địa giới là bất tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thủy hỏa phong không thức giới là bất tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về địa giới là viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thủy hỏa phong không thức giới là viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về địa giới là bất viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thủy hỏa phong không thức giới là bất viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về địa giới là tạp nhiễm là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thủy hỏa phong không thức giới là tạp nhiễm là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về địa giới là thanh tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thủy hỏa phong không thức giới là thanh tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về địa giới là sanh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về thủy hỏa phong không thức giới là sanh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn, không. Khái niệm về địa giới là diệt là Đại Bồ Tát phải không?
Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về thủy hỏa phong không thức giới là diệt là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Lại nữa, này thiện hiện, theo ý ông thế nào là Đại Bồ Tát? Khái niệm về vô minh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vô minh là thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hành cho đến lão tử là thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vô minh là vô thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hành cho đến lão tử là vô thường là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vô minh là vui là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hành cho đến lão tử là vui là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vô minh là khổ là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hành cho đến lão tử là khổ là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vô minh là ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hành cho đến lão tử là ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vô minh là vô ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hành cho đến lão tử là vô ngã là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vô minh là tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hành cho đến lão tử là tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vô minh là bất tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hành cho đến lão tử là bất tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vô minh là không là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hành cho đến lão tử là không là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vô minh là bất không là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hành cho đến lão tử là bất không là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vô minh là hữu tướng là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hành cho đến lão tử là hữu tướng là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vô minh là vô tướng là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hành cho đến lão tử là vô tướng là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vô minh là hữu nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hành cho đến lão tử là hữu nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vô minh là vô nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hành cho đến lão tử là vô nguyện là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vô minh là tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hành cho đến lão tử là tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vô minh là bất tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hành cho đến lão tử là bất tịch tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vô minh là viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hành cho đến lão tử là viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vô minh là bất viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hành cho đến lão tử là bất viễn ly là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vô minh là tạp nhiễm là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hành cho đến lão tử là tạp nhiễm là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vô minh là thanh tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về hành cho đến lão tử là thanh tịnh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không? Khái niệm về vô minh là sanh là Đại Bồ Tát phải không?
Bạch Thế Tôn không khái niệm về hành, cho đến Lão Tử là sanh là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không khái niệm về vô minh là diệt là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không khái niệm về hành cho đến Lão Tử là diệt là Đại Bồ Tát phải không? Bạch Thế Tôn không. Lúc bấy giờ Phật bảo Cụ Thọ Thiện Hiện, ông xem xét nghĩa nào mà nói như vậy? Khái niệm về các pháp sắc vân vân không phải là Đại Bồ Tát, lại xem xét nghĩa nào mà nói như vậy? Khái niệm về các pháp sắc vân vân, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc vui hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc không hoặc bất không, hoặc hữu tướng hoặc vô tướng, hoặc hữu nguyện hoặc vô nguyện, hoặc tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc bất viễn ly, hoặc tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, hoặc sanh hoặc diệt, cũng không phải là Đại Bồ Tát. Khi ấy Cụ Thọ Thiện Hiện thưa: Bạch Thế Tôn, các pháp sắc vân vân rốt ráo còn bất khả đắc, vì tánh chẳng có, huống là có khái niệm về các pháp sắc vân vân. Các pháp này đã không có, sao có thể nói khái niệm về các pháp sắc vân vân là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, thường của các pháp sắc vân vân rốt ráo còn bất khả đắc, vì tánh chẳng có, huống là có vô thường của các pháp sắc vân vân. Thường vô thường của các pháp sắc vân vân rốt ráo còn bất khả đắc, huống là có khái niệm về thường vô thường của các pháp sắc vân vân. Khái niệm về các pháp này đã không có, sao có thể nói khái niệm về thường vô thường của các pháp sắc vân vân là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, là của các pháp sắc vân vân rốt ráo còn bất khả đắc, vì tánh chẳng có, huống là có khổ của các pháp sắc vân vân, lạc khổ của các pháp sắc vân vân rốt ráo còn bất khả đắc, huống là có khái niệm về lạc khổ của các pháp sắc vân vân. Khái niệm về các pháp này đã không có, sao có thể nói khái niệm về lạc khổ của các pháp sắc vân vân là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, ngã của các pháp sắc vân vân rốt ráo còn bất khả đắc, vì tánh chẳng có, huống là có vô ngã của các pháp sắc vân vân. Ngã vô ngã của các pháp sắc vân vân rốt ráo còn bất khả đắc, huống là có khái niệm về ngã vô ngã của các pháp sắc vân vân. Khái niệm về các pháp này đã không có, sao có thể nói khái niệm về ngã vô ngã của các pháp sắc vân vân là Đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, tịnh của các pháp sắc vân vân rốt ráo còn bất khả đắc, vì tánh chẳng có, huống là có bất tịnh của các pháp sắc vân vân. Tịnh bất tịnh của các pháp sắc vân vân rốt ráo còn bất khả đắc, huống là có khái niệm về tịnh bất tịnh của các pháp sắc vân vân. Khái niệm về các pháp này đã không có, sao có thể nói khái niệm về tịnh bất tịnh của các pháp sắc vân vân là Đại Bồ Tát được? Bạch Thế Tôn, bất không của các pháp sắc vân vân rốt ráo còn bất khả đắc, vì tánh chẳng có, huống là có không của các pháp sắc vân vân. Không bất không của các pháp sắc vân vân rốt ráo còn bất khả đắc, huống là có khái niệm về không bất không của các pháp sắc vân vân. Khái niệm về các pháp này đã không có, sao có thể nói khái niệm về không bất không của các pháp sắc vân vân là Đại Bồ Tát được? Bạch Thế Tôn, hữu tướng của các pháp sắc vân vân rốt ráo còn bất khả đắc, vì tánh chẳng có, huống là có vô tướng của các pháp sắc vân vân. Hữu tướng vô tướng của các pháp sắc vân vân rốt ráo còn bất khả đắc, huống là có khái niệm về hữu tướng vô tướng của các pháp sắc vân vân. Khái niệm về các pháp này đã không có, sao có thể nói khái niệm về hữu tướng vô tướng của các pháp sắc vân vân là Đại Bồ Tát được? Bạch Thế Tôn, hữu nguyện của các pháp sắc vân vân rốt ráo còn bất khả đắc, vì tánh chẳng có, huống là có vô nguyện của các pháp sắc vân vân. Hữu nguyện vô nguyện của các pháp sắc vân vân rốt ráo còn bất khả đắc, huống là có khái niệm về hữu nguyện vô nguyện của các pháp sắc vân vân. Khái niệm về các pháp này đã không có, sao có thể nói khái niệm về hữu nguyện vô nguyện của các pháp sắc vân vân là Đại Bồ Tát được?
Bạch Thế Tôn, tịch tịnh của các pháp sắc vân vân rốt ráo còn bất khả đắc vì tánh chẳng có, huống là có bất tịch tịnh của các pháp sắc vân vân, tịch tịnh bất tịch tịnh của các pháp sắc vân vân rốt ráo còn bất khả đắc, huống là có khái niệm về tịch tịnh bất tịch tịnh của các pháp sắc vân vân, khái niệm về các pháp này đã không có. Sao có thể nói khái niệm về tịch tịnh bất tịch tịnh của các pháp sắc vân vân là Đại Bồ Tát được? Bạch Thế Tôn, viễn ly của các pháp sắc vân vân rốt ráo còn bất khả đắc vì tánh chẳng có, huống là có bất viễn ly của các pháp sắc vân vân, viễn ly bất viễn ly của các pháp sắc vân vân rốt ráo còn bất khả đắc, huống là có khái niệm về viễn ly bất viễn ly của các pháp sắc vân vân, khái niệm về các pháp này đã không có. Sao có thể nói khái niệm về viễn ly của các pháp sắc vân vân là Đại Bồ Tát được? Bạch Thế Tôn, tạp nhiễm của các pháp sắc vân vân rốt ráo còn bất khả đắc vì tánh chẳng có, huống là có thanh tịnh của các pháp sắc vân vân, tạp nhiễm thanh tịnh của các pháp sắc vân vân rốt ráo còn bất khả đắc, huống là có khái niệm về tạp nhiễm thanh tịnh của các pháp sắc vân vân, khái niệm về các pháp này đã không có. Sao có thể nói khái niệm về tạp nhiễm thanh tịnh của các pháp sắc vân vân là Đại Bồ Tát được? Bạch Thế Tôn, sanh của các pháp sắc vân vân rốt ráo còn bất khả đắc vì tánh chẳng có, huống là có diệt của các pháp sắc vân vân, sanh diệt của các pháp sắc vân vân rốt ráo còn bất khả đắc, huống là có khái niệm về sanh diệt của các pháp sắc vân vân, khái niệm về các pháp này đã không có. Sao có thể nói khái niệm về sanh diệt của các pháp sắc vân vân là Đại Bồ Tát được? Phật dạy: Này thiện hiện, lành thay, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này thiện hiện, các pháp sắc vân vân và thường vô thường vân vân bất khả đắc nên khái niệm về các pháp sắc vân vân và khái niệm về thường vô thường vân vân cũng bất khả đắc. Vì pháp và khái niệm về bất khả đắc nên các Đại Bồ Tát cũng bất khả đắc. Vì các Đại Bồ Tát bất khả đắc nên tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng bất khả đắc. Này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên học như vậy. Lại nữa, này thiện hiện, trước ông đã nói con hoàn toàn không thấy có một pháp nào có thể gọi là Đại Bồ Tát. Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này thiện hiện, các pháp không thấy các pháp không thấy pháp giới không thấy pháp giới không thấy pháp giới. Này thiện hiện, pháp giới không thấy sắc giới không thấy pháp giới không thấy thọ tưởng hành thức giới, thọ tưởng hành thức giới không thấy pháp giới. Này thiện hiện, pháp giới không thấy nhãn xứ không thấy pháp giới không thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không thấy pháp giới. Này thiện hiện, pháp giới không thấy sắc xứ không thấy pháp giới không thấy thanh hương vị xúc pháp xứ, thanh hương vị xúc pháp xứ không thấy pháp giới. Này thiện hiện, pháp giới không thấy nhãn giới không thấy pháp giới không thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không thấy pháp giới. Này thiện hiện, pháp giới không thấy sắc giới không thấy pháp giới không thấy thanh hương vị xúc pháp giới, thanh hương vị xúc pháp giới không thấy pháp giới. Này thiện hiện, pháp giới không thấy nhãn thức giới không thấy pháp giới không thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không thấy pháp giới. Này thiện hiện, pháp giới không thấy địa giới không thấy pháp giới không thấy thủy hỏa phong không thức giới, thủy hỏa phong không thức giới không thấy pháp giới. Này thiện hiện, pháp giới không thấy vô minh không thấy pháp giới không thấy hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, hành cho đến lão tử không thấy pháp giới.
Này thiện hiện, giới hữu vi không thấy giới vô vi không thấy giới hữu vi. Này thiện hiện, chẳng phải lìa hữu vi mà lập vô vi, chẳng phải lìa vô vi mà lập hữu vi. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với tất cả pháp đều không thấy. Vì không thấy nên tâm không kinh khiếp, không e ngại, không sợ hãi đối với tất cả pháp, tâm không chìm đắm cũng chẳng lo buồn ăn năn. Vì sao? Này thiện hiện, vì đại Bồ Tát này khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, không thấy sắc, không thấy thọ tưởng hành thức, không thấy nhãn xứ, không thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ, không thấy sắc xứ, không thấy thanh hương vị xúc pháp xứ, không thấy nhãn giới, không thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, không thấy sắc giới, không thấy thanh hương vị xúc pháp giới, không thấy nhãn thức giới, không thấy nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, không thấy địa giới, không thấy thủy hỏa phong không thức giới, không thấy vô minh, không thấy hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, không thấy tham dục, không thấy sân giận, ngu si, không thấy ngã, không thấy hữu tình, mạng sống, sự sanh, sự nuôi dưỡng, sĩ phu, bổ đặc, già la, ý sanh, đồng tử, người làm, người nhận, người biết, người thấy, không thấy dục giới, không thấy sắc, vô sắc giới, không thấy thanh văn và pháp thanh văn, không thấy độc giác và pháp độc giác, không thấy Bồ Tát và pháp Bồ Tát, không thấy chư Phật và pháp chư Phật, không thấy vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát đối với tất cả pháp đều không thấy. Vì không thấy nên tâm không kinh khiếp, không e ngại, không sợ hãi đối với tất cả pháp, tâm không chìm đắm cũng chẳng lo buồn ăn năn. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, lại do nhân duyên nào các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp, tâm không chìm đắm cũng chẳng lo buồn ăn năn? Phật bảo: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp, tâm tâm sở đều không được không thấy. Do đó, đối với tất cả pháp, tâm không chìm đắm cũng chẳng lo buồn ăn năn. Cụ thọ thiện hiện lại thưa: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa do nhân nào mà đối với tất cả pháp, tâm không kinh khiếp, không e ngại, không sợ hãi? Phật bảo: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả ý và ý giới đều không được không thấy. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp, tâm không kinh khiếp, không e ngại, không sợ hãi? Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát đối với tất cả pháp đều vô sở đắc, nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả nơi và tất cả thời, không thấy đắc Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy đắc danh Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy đắc đại Bồ Tát, không thấy đắc danh đại Bồ Tát, cũng không thấy đắc tâm đại Bồ Tát. Này thiện hiện, nên dạy bảo truyền trao cho các đại Bồ Tát như vậy, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa đều làm cho được thành tựu